đứa nào trúng cái nào không biết nha. Và lạ quá rồi, đôi khi cái mấy em không quen rồi mà không có khó nữa. Còn một bên này nữa đâu em, có còn không? Là hết rồi, toàn bộ nha, còn một cái nữa nha. Mấy nếu mà được có mấy đứa mở nha, để nó ngọt. Lấy giùm anh cái đốt sống cổ nữa coi. Đốt sống cổ bình thường. Bình thường có nghĩa là từ cô mấy đến cô mấy? Ba. Ba đến sáu. Nha. Tại vì phải học bài, không học bài là không xử lý được nha. Thì tụi em phải học bài. Nha, cho nên là hướng dẫn theo cái cách nam em. Cái này hơi đặc biệt rồi nha. Nha, hơi đặc biệt chút rồi. Nha, cho nên là phải tự học hết. Nhưng mà khi thi là không ép em là đếm từng cái đốt sống rồi đốt sống gì trơn á nha. Nha, cho nên mình học cho nó kỹ, còn nó thi là dễ lắm. Thi là dễ chứ không có ép em nhiều lắm, cho nên phải nắm được cái từng gọi đốt sống một nha. Rồi bây giờ vậy nè. Bây giờ là mấy em học phần 2 đó là nó nhiều lắm mà rớt. Rớt thì nó rơi vô cái thằng xương đốt sống, đáy chậu với ông bạn. Còn mấy cái tạng tương đối dễ hơn chút nha. Rớt và chẳng qua là mấy em học nhiều quá rồi dán vô mấy em nói nó không đúng đáp án người ta thôi. Nó là vậy đó. Đôi khi một cái chi tiết nó có 2-3 cái tên chừng đó nha. Giáo trình rất nhiều, cái giáo trình nhiều trường lắm nha. Để cố gắng theo cái chuẩn đáp án chút nha. Còn những cái nào mà những trong cái atlas á, chú thích đôi khi là cái người chú thích cũng tương đối thôi. Cho nên nó nhưng mà không được quyền sửa rộng nha. Được chưa? Cái bản in là cái người làm bản in chứ không phải là thầy mấy thầy nha. Nên cố gắng một xíu nha. Rồi bây giờ đốt sống mình học sao? Có một cô hai phải học thuộc lòng hết. Một cô hai nha. Còn các đốt sống khác nha. Thí dụ anh hướng dẫn theo cái cách mà em đã học bài rồi nha. Rồi. Thí dụ chỉ vô cái thân đương nhiên nằm phía trước. Đúng không? Chỉ vô thân phải nói đốt sống gì? Thân đốt sống gì? Được không? Rồi thí dụ như dán vô đây là mình nói là thân đốt sống cổ, đúng không? Rồi đó là mình học để mình thi đó, rồi mình học hiểu nè. Rồi thân đốt sống thì là cổ, cái thân nó là sao, đường kính ngang với trước sau nó như thế nào, ngang lớn hơn trước sau phải không? Thấy không? Thân dẹp phải không? Giống như vậy thì là cái nó cũng giống như vậy, thắt lưng nhưng mà thân nó dày, đường ngang lớn hơn trước sau vậy, đúng không? Được chưa? Đúng không? Thân dày hơn, đúng không? Cho nên dán vô đây nói dùm thân đốt sống cổ, cái này nói dùm thân đốt sống thắt lưng. Còn đường kính ngang với đường kính trước sau gần bằng nhau thì dán vô đây nói dùm thân đốt sống ngực. Đúng không? Nha. Nhưng mà mình lanh chút xíu là mình xác định là mình thi thực tập nha. Được chưa? Thi tập làm cho nhanh chút xíu thì mình dựa vào cái thiết diện của cái các loại đốt sống thì mình đoán thôi, rất dễ. Thắt to thằng mẹ dám nói đốt sống cổ không? Đúng không? Đó là thân đốt sống lưng. Đó, vậy đó mình đoán nha. Mình đoán trước rồi. Nhưng mà chỉ vô thân chỉ cái mé là coi chừng là chỉ có đốt sống nào thôi mấy đứa. Chỉ có đốt sống nào thôi. Mé thân á. Đốt sống ngực thôi. Tại vì trên thân nó có hai cái diện sườn khớp với đầu cái xương sườn. Được không? Được không? Nha, người ta chỉ là quân tử không ai mà chỉ gì nè, chỉ bậy bạ rồi, chỉ chính giữa là thân. Còn chỉ cái mé coi chừng đốt sống ngực. Nếu mé là coi đó đốt sống gì. Nếu ngực thì sẽ có hai đáp án. Viên sườn trên hay viên sườn dưới. Đúng không? Còn mấy cái chỗ này thì là đương nhiên là thân đốt sống thắt lưng. Đúng không? Được chưa? Đồng ý không? Rồi. Viên sườn trên và dưới, nhưng mà trừ một số đặc biệt, nếu là trọn vẹn. Hố sườn trên trọn vẹn là chỉ có ngực mấy thôi. Được chưa? Không, hố sườn trên trọn vẹn còn nửa viên khớp là đương nhiên là ngực một rồi. Ngực một rồi nha. Được chưa? Thì cái đó mình học để mình hiểu, nhưng mà khi thi là không có đưa ra mình ngực 1, 10, 11, 12 đâu. Đúng không? Cho nên em là cũng an tâm đi, cho nên là thống nhất nhau dán vô. Nếu ở dưới thì mình nói. Nếu đốt sống ngực ở dưới, ở mặt bên ở dưới, viên sườn dưới có sách gọi là hố sườn dưới. Viên hay hố giống như nhau. Rồi, được chưa? Thân này là vậy, thân này vậy, được không? Còn thân của đốt sống cùng thì sao? Dán như đây muốn hỏi thân thì hỏi đáp án nào? Hôm nay dán đây nó thân sườn cùng.
rồi gọn rẽ mấy em nói gì đường ngang như là nó có ích lợi gì không? Chẳng có lợi gì đâu, thấy không? Cái nào ích lợi là gì nha, chẳng qua học hết mấy này là trên xác nè, nghe giống như tụi anh á, anh là chuyên trên xác cho nên là mở mổ ra hết rồi coi những chi tiết này, còn người sống mình có làm được cái này nổi không? Đâu thấy được cái gì đâu, không thấy được gì đâu, đúng không? Đúng không? Cho nên có một cái mốc mà thấy được trên cái mốc người sống của mình, thằng này nó khớp với ai, thằng đúng sống phải lưng nó thằng trong đám cùng nó khớp với ai? Sư gì? Sư gì em? Sư chậu là gọi là vậy này nói gì nhỉ là một cái, nhưng mà thằng gì nhỉ này nó thuộc cánh xương cùng rồi chứ nó không thuộc thân phải không? Đồng ý không em? Nha, có đứa học gì nè, để đây nó cánh xương cùng cũng đâu ở đâu ít lợi gì đâu, đúng không? Mà thân đại điểm thân sao phía trên nó khớp với thắt lưng máy, tạo cho ra một góc mở ngay phía trước, cái này nó lồi lên nghe, gồ lên phía trước nghe, gồ lên sau đó mới lõm đi, cái thân nó lõm đi thì chỗ gồ đó thì đó là gì em? Uốn nhô. Thế nhưng còn nhớ cái chỗ uốn nhô, được không? Uốn nhô. Thằng này nó móc này là thấy trên cơ thể người sống của mình á, không được chạm đó, mở dở ruột ra nhìn vô thấy này, nghe nó nhô lên nó lẽ người ta tính được mấy cái móc nha em, rồi người ta đo bao nhiêu này bao nhiêu rồi dưới nhiêu vậy đó, ví dụ đó nói về thân là như vậy, được không? Một con sống không có thân, sống không có thân, nếu không có thân thì hay gọi là và là gọi là cung, vẽ này nó cung trước hay sau, vẽ này nó cung nha, được không? Được chưa? Rồi thân mọc mõm, thân mọc mõm lên á, con hai, thân mọc có mõm lên á, mõm lên con hai, rồi gọi là mõm răng, được không? Dán dán đây là không ai nói dán nó thân đúc sống của hai đâu, mà dán đây nó dùng mỏng ren, đó được chưa? Nhớ giùm anh này ha. Rồi như vậy là thân xong hết chưa? Rồi mình học từng cái một, đặc điểm từng cái thân một thân dài xuống đó mình tổng kết cho mấy mình học, em đừng có học cái học lẻ là khó lắm, nhưng mà tổng kết không có được đâu, được không? Nhưng mà thi là dễ lắm, không khó, nhưng mà sợ là mình lúng túng thôi. Rồi dính vô thân kêu bằng cái gì? Cung hay cuốn? Cung chỉ được không? Cung là vấn đáp chỉ mới được, thi vấn đáp á. Thi vấn đáp là cung đâu? Gì nè. Cung với thân tạo lộ đốt sống. Nó khác. Nha, cung chuyển được nha. Cho nên chỉ có cách nào em? Cuốn. Cuốn có gì đặc biệt? Cuốn nó có khuyết trên và dưới. Khuyết nào sâu? Dưới. À, được chưa? Khuyết dưới sâu, nhưng mà khuyết trên dưới bằng nhau thì là đốt sống gì? Cổ. Nha, được chưa? Cho nên nếu mà cuốn không hỏi được, không hỏi được mà khuyết sống nào sâu hơn, khuyết sâu khuyết sống trên dưới khuyết nào sâu hơn, dưới. À, cho nên chỉ một đáp án dán ở đây nói là khuyết sống dưới không hỏi cuốn được nha, được không? Rồi còn ở đốt sống cổ hỏi cuốn được không? Không được hỏi khuyết sống được không? Khó lắm, nó khó cho thôi nha. Rồi cái này kêu bằng gì đây? Không phải cái này. Mảnh sống. Được chưa? Mảnh sống. Dán đây nói giùm. Mảnh sống. Nghe, mảnh sống được rồi, mảnh cung lu bu đó. Lu bu đó mảnh sống. Mảnh sống nó đương nhiên mảnh đốt sống. Nhớ mảnh đầu này có mảnh không? Mà lại gì? Cung sao? Được không? Nhớ giùm nha. Được chưa? Nha, dán đây giùm ha, cái này. Thấy dễ dán không? Dễ à. Còn cái khuyết sống dưới thấy nó dễ không? Khó dán à. Cái mũi nhọn biết rồi cái gì? Rung không? Mấy em rung không? Thấy học một lòng dữ heo vô tùm lum la đây đúng không? Vô nó rối liền á. Vậy đó. Nhưng mà đó nào mà em thấy là dễ dán là mấy em học. Đó. Thấy không? Nhưng mà anh không phải hướng dẫn tao bậy bạ đâu, nghĩa là anh đưa nào dễ nhất nhưng mà em không hiểu nghe. Không hiểu à, nãy từ đó rồi dính vô mảnh là kêu bằng gì? Dính vô mảnh mờ, mảnh mõm, mảnh gì mõm, mấy mõm học rồi mấy mõm chính, ba mõm chính thôi. Đi ngang thì kêu bằng gì? Đi ngang. Mõm ngang chỉ sao nếu đốt sống này bây giờ mình là biết đốt sống gì không? Biết không?
bít hơi bít hơi. Giờ không biết là phải rồi. Còn lại biết không? Đường kính ngang trước sau bằng nhau nè. Thì đương nhiên là ngực. Đúng không? Thấy không? Được chưa? Đồng ý không? Đó rồi. Rồi. Này là gì? Nghe. Tôi coi như là trong đầu tiên mình là đốt sống ngực đi, đúng không? Thì đúng sống ngực nó khớp gì? Xương sườn. À, mỏm ngang có khớp xương sườn. Mỏm ngang có khớp nơi khớp thì gọi là diện hay hố. Diện này ở mỏm ngang tên luôn, diện sườn ngang hay diện hố sườn ngang. Nha, cho nên bây giờ anh cho nó một từ thôi, diện với hố trùng nhau, giống nhau. Thì theo sách gọi. Nghe ghi thôi ghi, không biết. À, cho nên chỉ vô đây, nói giùm anh. Mỏm ngang mà ở đằng trước của nó là nó có mới có diện. Nè, chết chỗ này, đúng không? Chỉ đây nó giờ nói khác, chỉ sao thì nói khác, chỉ trước nói khác. Nha, được không? Rồi. Được chưa? Mỏm ngang đặc điểm của đốt sống ngực, đặc điểm chủ yếu của đốt sống ngực là có hố, có hố sườn, kể cả trên dưới luôn cái gì. Rồi, mỏm ngang của đốt sống cổ thì chạy đôi tạo lỗ ở mỏm ngang. Ngang đây, ở đây hỏi mỏm ngang được không? Gì chạy đôi, bị chạy đôi tạo lỗ nha. Cho nên mỗi cái khác nhau. Thằng này hỏi mỏm ngang được không? Được. Thằng này dán vô đâu đó không biết, chỉ có bắt đầu bán thôi, lỗ ngang. Trừ cổ máy từ học giùm anh. Đó nhiều nhiều của mình có mấy mấy em dán vô đây, đương nhiên đồng em nào lỗ cổ ngang. Nha. Như vậy đặc trưng của đốt sống cổ là có lỗ ngang để động mạch đốt sống đi qua. Em mình học vậy là đương nhiên mình sẽ nhớ đặc trưng chủ yếu nha. Còn đặc trưng bình thường của nó là sao mấy đứa? Thân dẹp đường kính ngang lớn hơn đường kính trước sau là tá lả được nhiều cái, nhưng mà nhớ cái điều quan trọng nhất ha. Rồi, thằng này có lỗ ngang, thằng này có hố sườn, thằng này không có hàng kia. Có nghĩa là nó thói quá không? Thói quá không? Mỏm ngang thói quá thì gọi là mỏm sườn. Mỏm sườn ha, chỉ đây nói giùm anh. Mỏm sườn. Rồi chưa? Chỉ đây nó nói giùm anh coi. Lỗ ngang. Rồi. Được chưa? Lỗ ngang có gì qua? Khuyết sống có gì qua? Khuyết sống hai trên dưới luôn. À, lỗ gian đốt sống, lỗ gian nó khác. Còn lỗ đốt sống là mỗi đốt sống có một cái lỗ đốt sống. Đúng không? Được chưa? Phân biệt cái đó ha. Rồi. Rồi. Tiếp tục. Khớp trên dưới. Được chưa? Được chưa? Rồi. Mỏm khớp trên. Diện khớp trên. Được chưa? Coi chừng. Được không? Nha. Rồi. Được chưa? Mặt thẳng nào mấy đứa? Mặt thẳng nào chi trước sao? Đứng ngang. Mỏm trên nhìn ra sao? Mỏm khớp dưới nhìn ra trước. Nếu ngực đọc tên giùm anh này. Diện khớp trên, diện khớp trên mặt phẳng ngang, níu cổ đọc tên giùm anh này. Trên. Đứng dọc trái phải níu trên và đứng ngang níu dưới nha. Cái đó là học hiểu, còn khi thi dễ lắm. Giấy này nói dùm. Nhưng như vậy theo mấy đứa mỏm khớp trên, thằng nào thi dán được, thằng nào hỏi thi dán được mỏm khớp trên. Tự mấy đứa cho suy luận ra, tự mấy đứa mà mình cầm hết cái mùi nhọn này nó có chỗ nào nó bám nè, nó tự học được không? Chuyện đó chuyện của mấy em được không? Rồi tiếp tục. Riêng có lúc nào cũng có đặc điểm đó nó hết. Không có thân. Không có thân. Ừ. Rồi cái này kêu bằng gì? Thằng này khớp với ai? Xương chẩm. Khớp với xương chẩm mà cụ thể cái gì của xương chẩm? Lồi, thằng kia lồi, thằng này phải lõm. Thằng kia lồi này phải lõm nó mới khớp. Đúng không? Thằng này diện khớp trên này nó lõm sâu quá đi cho nên gọi là hố. Rồi đọc tên giùm anh. Hố khớp trên.
đứa nào nói diện cấp trên là sai, riêng cổ mấy một nhớ dùm nghe. Cái này câu này là năm nào cũng bị dính hết nha, được không? Rồi không rồi vậy nè, rồi vậy nè, rồi nhớ ha. Còn mấy kia giống hệt nhau gì thì đương nhiên là gì lỗi em riêng cổ một nha cắt nó xuống sống cổ mà nó sống đi trong lỗ ngang, sau đó nó đi vào cây trong sọ. Cổ một nó có một cái rãnh động mạch đốt sống nó thêm một cái nữa đó, mới được học một bài giỏi á. Rồi ai chưa đi được chưa, được không nhớ ha, đặc biệt được chưa. Rồi diện khớp dưới được chưa, diện khớp dưới nha, vậy đây nè, hố khớp trên có chừng người ta trên dưới nghe, được không rồi được chưa ha. Không phải trên không phải bự hơn mà lõm thành phố rồi. Được chưa, đương nhiên này nó tự động nắm ha. Cái này là không hỏi thân, cái này chỉ đi dán đây nó nói cho mình nghe một răng thôi. Cái này mấy em đừng lo, người ta để gì nè chứ không ai để gì mà đi dán gì đâu. Không phải như mà đúng không, thằng này thì được ha, thằng này không ai ngược ngạo gì đâu, được chưa. Còn diện khớp trước được chưa hả, câu hỏi diện khớp trước, diện khớp trước không có từ diện khớp trước, không có cái từ mõm răng là cái này mấy đứa nha. Mõm răng chỉ vô đây nói mõm răng mà thôi, mõm răng đương nhiên nó sẽ có một cái diện khớp để nó khớp vô hố răng nha, cho nên cái diện này nó nhỏ quá cho nó thôi. Trời, nó dán ở đây nè, cái lõm này hố răng, thằng này em gọi chung với anh là mõm răng mà thôi nha, đừng có diện khớp nó bất công đó, diện khớp trước sao kệ nó nha, diện khớp trước tương đối thôi, nhưng thực tế nó diện khớp với lại cái hố răng nè nha, cho nên thôi một cái không có chi tiết nhiều lắm ở đâu nha. Rồi đương nhớ một số nét lớn rồi ha. Rồi tiếp tục nhớ rồi ha. Rồi đương nhiên thằng này là gì, hình chữ nhật nằm ngang là thắt lưng, còn dài chút xuống nè là ngực, còn đại đa số trẻ trên đôi là mỏng gai, là mỏng gai thực tế lâm sàng quan trọng lắm, để mình đo được cái đốt sống ngực một, để mình đo được mình đếm đốt cuộc sống nghe, cổ 7 là mình đếm được đốt cuộc sống, rồi nhiều cái lắm thì nữa trên skill người ta hướng dẫn em thêm nha. Rồi cái này một cái rồi cái rồi thí dụ như diện sườn ngang khớp vai em, diện sườn ngang khớp vai, củ sườn phân biệt thân với lại cổ. Nếu dán ở đầu sườn là sẽ có hai đáp án, nửa này nửa kia, không lấy ra đầu sườn nha, nửa này nửa kia học rồi, một sườn khớp với hai đốt cuộc sống, đồng ý không em nha, nhớ giùm anh này nha, được chưa. Rồi số nét lớn rồi xương cùng mỏng gai hỏi được không, mỏng gai chính là màu cùng gì, dán đây nó dùng màu cùng giữa không, nó mỏng gai được không. Rồi lỗ đương nhiên dán rồi thằng này nó nằm trước thì nói là ở trước, nằm trong vùng chỗ hông thì tên đó, cho nên lỗ cùng trước lỗ cùng chỗ hông giống nhau, đồng ý không, ở lưng ở sau giống nhau nha, được chưa. Rồi một số nét cần nắm thôi nha. Rồi bây giờ nè, rồi một số cái phần ống bẹn này nó lại liên quan tới gì mấy đứa, liên quan tới cơ quan sinh dục nam và nữ, liên quan tới đái chậu mà mấy bài đã mấy em chưa học, cho nên đưa ra một số cái nét chính để em học bài để mà thi, còn những cái để học hiểu thì ở trên sát anh hướng dẫn em một buổi trên sát nha. Ông bẹn nó sát là nó rất rõ ở đây là mô hình nghe, là cái phần nam nữ em chưa học nữa, cho nên khó, cho nên anh chỉ hướng dẫn một số nét lớn thôi. Rồi mấy em hình dung như thế này thôi, hình dung thôi, đây nè, đây là có mấy con thẳng ở vùng này em, nó đi thẳng hơn á, mấy thẳng ở vùng bụng mình nè, trong trước mình nè, có hai loại gì, một cái thẳng ở vùng bụng và một cái cơ tháp, thằng nhỏ là cơ tháp, có chừng cơ tháp này, thằng bụng ai không biết, nhưng mà nếu mô hình nào á mà nó có một cái màng nào đó thì em gọi là lá nha, lá trước hay lá sau coi thằng bụng, nhớ giùm anh, nếu màu nâu không á thì em gọi là giùm anh là gì, màu nâu không á là cơ bằng gì, cơ thắng bụng nè, cắt đứng dọc giữa rồi em, cơ thắng bụng được không, học nhiều lắm em, mà giỡn đâu nè. Còn cái màu trắng này là gì, lá sau cơ thắng bụng, lá trước cơ thẳng
thẳng bộ. Tại sao học cái đó? Khác nhau 2 3 trên và 1 phần phần 3 dưới, học học rồi nha, tự học giùm anh nha. Anh chỉ thôi, được chưa? Rồi. Được chưa? Rồi, hai cơ chéo. Nha. Nha, một cơ ngang và mặt ngang là nó yếu, là yếu của thành bụng nha, thì cơ chéo là mà là mấy em nắm này nông nhất nè. Là cơ chéo bụng ngoài. Chéo bụng ngoài tạo cho ta gì mấy đứa? Dây chằng bẹn. Rồi tạo cho ta gì nữa? Cột trụ. Cột trụ. Cột trụ phía ngoài, cột trụ phía phía trong là do cân cơ chéo ngoài tạo tạo nên. Được không? Rồi, những cái khe hở chỗ này nè, ba cái khe này nè, ở một cái dưới có trong một hở chỉ có mặt ngang thôi là thành dưới con bẹn đó. Trong ổ bụng có gì nó chui qua nó đi ra ra ngoài hay ở ngoài nó đi 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 vô. Thì đó là ống bẹn chứ không gì hết á nha. Nè, đây nè. Đó, này là trong ổ bụng không? Nè phía ngoài không? Nè. Nè, này phía ngoài cái gì? Này trong ổ bụng nè. Được không? Được chưa? Rồi. Cái này chui ra ngoài cái gì? Chui ra chui vô. Chỗ này nè, cái khe này nè. Khe này qua mấy lớp cơ em? Chỉ có một lớp cơ đó, nó mỏng nhất là mặt mặt ngang thôi. Để sát rõ lắm thì hình dung một số nét thôi cho nên khoảng không gian này nè. Em gọi là ống ống bẹn nè. Cách điểm giữa bao nhiêu, dài bao nhiêu, tự học giùm anh. Thấy được ở ngoài ta gọi là lỗ bẹn nông. Phía trong tiếp giáp thành bụng là lỗ bẹn bẹn sâu. Thấy được ngoài là lỗ bẹn bẹn nông nha. Lỗ bẹn gì? Lỗ bẹn nông. Cột trụ ngoài, cột trụ trong. Nữ. Nữ. Lỗ bẹn nông. Lỗ bẹn sâu. Tiếp giáp trong thành bụng của mình là lỗ bẹn gì? Trong đó là lỗ bẹn gì? Sâu. Ống bẹn, ống là hai đầu, đầu trên, đầu dưới, đầu nông, đầu sâu. Đầu trên là đầu sâu. Nha, đầu dưới là đầu nông. Nha, được chưa? Rồi đọc tên giùm anh. Lỗ bẹn sâu. Lỗ bẹn nông ở ngoài vậy? Nhớ giùm anh nha. Rồi, đọc tên giùm anh. Lỗ bẹn sâu. Đố đứa mấy đứa hỏi lỗ bẹn sâu được không? Cái mũi nhọn nó vô nó chỉ vô đây nó coi chừng nó trúng cái màu xanh, nó trúng cái màu vàng, nó trúng này cho nên bỏ. Đó, học vậy đó. Mà không hiểu không cái mình bỏ. Mình lướt qua bớt, được không? Được chưa? Được không? Rồi. Đọc tên giùm anh coi. Nói chơi thôi cho tới thi nó không dán nổi lỗ mày sâu được đâu, sợ trúng cái này. Được chưa? Được chưa? Được không? Rồi, tiếp tục. Rồi. Đây là gì đi mấy đứa? Sau này học, đây là diện mô xương mu nè. Núp sau xương mu là bàng quang. Bàng quang xẹp lép mà. Nó tiểu to lên nó mới nhô lên khỏi cái bờ trên xương mu. Nha. Rồi. Bàng quang sau này em học em sẽ thấy nó có một cái đỉnh. Nó treo bàng quang vào rốn, người ta gọi là dây treo bàng quang. Một cái. Được chưa? Nữ cũng vậy luôn. Dây treo bàng quang. Được chưa? Được chưa? Nha, dây treo bàng quang còn gọi là gì mấy đứa? Dây chằng rốn giữa bằng quang, dây treo bằng quang vào rốn nha. Coi hai đứa coi như là hai cái giống nhau, ghi sau ghi treo bằng quang vào rốn. Một cái. Rồi mấy em hình dung một cái thứ hai, trong phôi thai có một cái động mạch mẹ nuôi con qua một cái động mạch rốn là sanh ra đã bích tắc rồi, người ta gọi là thừng động mạch rốn. Thừng là nó sơ sợi rồi, nó bích tắc rồi. Đây hai cái thấy chưa? Đó, đọc tên cho mình coi. Thừng. Thừng lại giống cộng như thừng vậy đó. Thừng bích tắc rồi. Thừng mà rốn. Và cái thứ ba. Đọc cơ này cơ gì mấy đứa? Hồi nãy anh nói rồi. Thẳng bụng. Rồi động mạch nào mà đổ tên của là qua dây chằng bẹn, nó là động mạch đùi phía trong cái bụng mình đấy. Động mạch đùi mà động mạch nào là động mạch tên động mạch đùi ha. Mà của nó nhưng mà nó thuộc trong cái ổ bụng. Chỗ ngoài qua với chân bạn thì đổ tên đùi với chỗ ngoài là mấy em? Là một. Học rồi ở học phần một rồi đúng không? Rồi đọc tên giùm anh coi. Chỗ ngoài qua với chân bạn thì đổ tên là mạch gì? Đùi nha. Là mạch chỗ ngoài đương nhiên đi, là mạch chỗ trong rồi mà không bàn. Đó mạch chỗ ngoài cho một cái động mạch cấp máu cho cơ thẳng bụng, người ta gọi là động mạch thượng vị dưới. Nè, thượng vị dưới, đồng ý không? Rồi, được chưa? Rồi, ba thành phần. Động mạch gì đây? Thượng, vị, dưới, thừng, động mạch rốn. Và ba là gì? Dây treo bàng quang. Ba thành phần. Rồi, mấy em mở bụng ra, mấy em lôi cái ruột ra thì em thấy sau này em học cái bài khúc mạc. Nghe, người ta sẽ có cái từ lá thành và lá tạng. Thành là gì em?
thành bụng, lót thành bụng, lót mặt sau thành bụng, lót nè, lót vậy nè, lót luôn cái gì mấy đứa, mấy thành phần này đây, phủ luôn mấy phần này đây, ba thành thành phần này, giống như cái ba ngón tay anh là ba thành phần đó, đó nghe, nó có một cái tấm khăn nghe anh trải trải len lỏi nè, có phải nó tạo cho ta mấy cái nếp không, mấy cái gờ lên không, gờ không, gờ đó người ta là nếp, cho nên cái này người ta đã cắt cắt đi cái gì rồi mấy đứa, lá gì rồi, lá thành bụng vậy, lá thành phúc mạc, lá thành này nè, cắt đi rồi, còn này cắt có cắt chưa, chưa len lỏi nè, nó ép mấy thằng này ép sát vô tạo cho ta cái gờ gọi là nếp, cho nên đây có ba nếp rốn, nếu nếp rốn nào mà nó phủ lấy động mạch thượng bì dưới người ta gọi là nếp rốn ngoài nha, cho nên khi thi dán vô đây bị lá thành phủ không được gọi là động mạch thượng bì dưới, mà mấy đứa gọi giùm anh là gì, nếp rốn ngoài, cũng vậy phủ thừng động mạch rốn gọi là nếp rốn trong, trong ngoài tới trong rồi được chưa, dạ được chưa, rồi ngoài trong nếp rốn phủ lấy cái dây treo bàng quang người ta gọi là nếp rốn giữa, ngoài trong giữa, được chưa, đọc tên giùm anh coi, còn nếu anh chỉ chỗ này là em nói cho anh gì, dây treo bàng quang không có lá lá thành phủ nghe khác nhau nha, ba nếp rốn này tạo cho ta ba hố bẹn ngoài động mạch thượng bì dưới là hố bẹn ngoài, chỉ đây nói giùm anh, hố bẹn ngoài, hố bẹn trong và đây là bàng quang, hố trên bàng quang, bắt buộc phải nhớ 6 chi tiết này để mà thi nha, 1, 2 và 3 rồi được chưa, trong ống bẹn nếu nam có gì qua thần tinh nè, thấy chưa, thần tinh, thần tinh gồm mấy thành phần, trong thần tinh có gì, ống dẫn tinh, ống dẫn tinh, động mạch, bó mạch, bó mạch gồm có động mạch, tĩnh mạch, bó mạch nó luôn, bó mạch tinh hoàng rồi tĩnh mạch tinh hoàng, mà nhưng mà tĩnh mạch ở ở đây không phải bình thường đâu mấy em, đúng rồi, đám rối luôn nghe, chứ không phải là hai tinh mạch đâu nghe, rồi thứ ba là phần, thứ tư là dây chằng phúc tinh mạch đó, bốn là phần này nó bọc trong một cái bao gọi là bao thần tinh, thần tinh nó nguyên cục này nè, dở ra em dán vô đây em nói giùm anh, thần tinh cho nên thần tinh nè ha, rồi thần tinh chỉ gọi từ đâu tới đâu tới đâu mấy em, tên gọi nè, ở ngoài ông bạn hay trong ông bạn, trong ngoài ông ngoãn bạn nè, rồi trong ông bạn, còn trong ổ bụng nó có gọi thần tinh được không? Không, các thành phần của thần tinh bắt đầu phân tán ở lỗ bạn nào mấy đứa, bạn sau, sau ống dẫn tinh nè, thấy chưa, đó, đi cặp mặt bên bàng quang nó cắm vô đâu đó thì nữa em học cái bài này sao, rồi bó mạch gì đây mấy đứa, bó mạch gì đây, tinh hoàng đó đúng không, hai thành phần của thần tinh bắt đầu phân tán đi nè, cho nên thần tinh ở đây không được quyền gọi là thần tinh nha, thần tinh mà phải gọi là từng cộng một của nó, từng cộng một nha, rồi đọc tên giùm anh coi, ống dẫn tinh này là gì, bó mạch sinh dục nha, được chưa, đó đâu ra đó là ngoài nha, cho nên là em mới nắm được rồi, cho nên mấy em thấy nè, trong ống bẹn của nam á, là em thấy nó có chạy ra chạy vô không, hay là mạch máu chạy ra vô không, liên tục luôn, cho nên nam dễ thoát chịu bẹn hơn, còn nữ thì đi trong bẹn nữ có cái gì thôi, dây chằng tròn, dây này tròn mà thôi, nữ có dây chằng tròn nha, rồi đó. Nè, hồi nãy giờ con em hiểu bài chưa? Đoạn này kêu bằng gì? Khe hở trong thành bụng kêu bằng gì? Ông bạn thấy được ở ngoài, thấy được phía trong. Đây là nữ, có gì đi trong ống mẹ của nữ? Dây chằng tròn mà thôi. Nè, chỉ đây nói giùm anh. Dây chằng tròn, đúng không? Được chưa? Được không? Dây tròn bám từ đâu tới đâu? Sau này học thấy. Đây là bàng quang. Sau bàng quang có một cái tạng chen giữa. Nam không có, tử cung sau này học sẽ có cái đáy, có một cái dây chằng bám từ đáy tử cung, cái đáy đi trong ống bẹn nha, dây chằng đó từ đáy tử cung, dây chằng này sẽ có mấy đầu bám mấy đứa, dây chằng lúc nào cũng phải có mấy đầu bám, hai, một đầu bám ở bên trong ống bụng là đáy tử cung, rồi nó đi trong ống bẹn, rồi nó bám ở mô lớn của nữ, đó là dây chằng tròn.
Rồi, chỉ đi, nói mạnh coi. Chỉ chân tròn. Đó. Rồi, được chưa? Rồi, đọc tên cho mạnh coi. Mặt bàn quang, mặt bên. Đọc tên cho mạnh coi. Chỉ tròn nè, nào. Tròn nè, nghe. Rồi, tóm lại. Khúc này nữa có bài sau nữa không em đừng lo đó. Rồi đọc tên này. Khó bàn quang. Không bị đâu. Phố trên bàn quang. Dây chằng tròn. Dây chằng tròn. Dây chằng bàn quang. Bàn. Rồi ha. Rồi. Cơ thắng bộ. Cơ thắng bộ. Dấu chấm nè. Dấu chấm nè. Dây treo bằng quang. Dấu chấm nè. Thừng động mạch rốn. Dấu chấm nè. Động mạch thượng bì dưới. Bị lá thành phủ nè. Nếp lốn trong. Nếp lốn trong. Và trong nếp lốn trong là nếp là hô là nếp lốn gì? Lốn giữa. Rồi giữa nếp lốn dưới là nếp lốn trong là hố gì? Hố trên. Hố trên bằng quang. Mấy em lanh gì nè nghe. Mấy em lanh gì nè. Mấy em thấy đây là bằng quang cái gì? Mấy em lanh xíu nghe. Rồi anh đi vô chỗ lanh nè. Đây là gì mấy đứa? Bằng quang. Thằng quang em thấy này trên bằng quang đấy. Hố trên bằng quang. Đúng không? Nè. Đúng không? Hố trên bằng quang cái gì? Đúng không? Rồi ngoài hố trên bằng quang là cái gì? Ngoài hố trên bàn quang là đương nhiên là nếp rốn rồi, mà ngoài cái nếp bàn. Nếp trong trong là hố bạn gì? Hố bạn trống. Hố bạn trống. Rồi hố bàn ngoài là ngoài ai nè? Ngoài động mạch thượng bị dưới. đúng không? Được chưa? Mình lanh gì đó. Được chưa? Rồi, trời đọc đọc nè, em thấy nè. Cái này là gì? Bàn quang, hố trên bàn quang. Hố bàn trống. Nha. Bắt nào trước này trước. Thằng này trước. Bàn quang. Nè. Hố trên bàn quang. Ừ, thằng này là rồi xong rồi. Hố gì? Không mình đâu. Nếu mình khô mà mình lên bắt này trước thì tự nhiên là em không có phương hướng. Là mất phương hướng rồi. Bắt này nè. Rồi, rồi đọc. Đọc tên. Nếp rốn trong. Nếp rốn trong. Đúng rồi. Đọc tên giùm anh đi. Nếp rốn dưới. Nếp rốn ngoài. Cái gì nếp rốn ngoài đâu đây? Coi sao đó em nhìn em không lanh coi sao đó em mới nhìn nam hay là nữ. mình nhìn nam hay nữ thằng này nó trong cái bụng nó đi ra thì là nữ, nếu nam là gì? Ông vẫn tin phải không? Và phải không? Nhìn liếc nè nha, đồng ý không? Đồng ý không? Được chưa? Nhìn nam và nữ còn cái nào còn cái này nếu nè, còn cái này để gì là vô hương biết, không biết thằng nào có thể là dây chằng tròn đúng không? Có hết gì ha, có thể là dây chằng tròn, có thể là gì mấy em? Ông vẫn nhận tên như vậy đúng không? Nè hai coi chừng giùm anh ha. Rồi nói vậy á, thấy vậy anh cũng làm hơi lâu mà năm nào cũng nói rồi mà cũng bị nè. Ví dụ như có năm nào cũng dính ra vụ giá này các em nghe, em run như cái này em về em để là dây chằng tròn đó, giá này con nói ông nhận tên đi hoài luôn đảm bảo. Thấy vậy không nói là bị người ngoài luôn đó. Để dùm khúc này nghe coi chừng. Thì vậy đó. Rồi được chưa? Rồi. Thấy chưa? Em thấy mô hình nó khác nhau hết không? Nó thốn lắm mà. Rồi đọc coi giùm anh coi. Nếp rốn trong. Nóng luôn đây. Bị cái gì phủ rồi mấy đứa? Bị gì phủ rồi? Nếp rốn trong. Nó đục đục nè. Không ai phủ rồi. Đọc coi vậy. Nếp rốn. Nếp rốn trong đúng rồi. Mình khô hồi nãy mình nói này nè. Đây là gì? Hố trên bàn quang. Hố trên quang. Thì này là gì? Nếp rốn giữa. Này là gì? Nếp rốn trong. Rồi màu xanh này là cái gì? Màu xanh là cái gì? Cái gì? Động mạch thượng bị dưới chỉ cấp máu cho cơ thắng bụng mà thôi, mà này nó là giống như một cái đấm rối gì đó. Đấm rối tên mạch hình như leo. Đấm rối mạch hình như leo. Phải không? Phải không? Phải đấm rối mạch hình như dây leo không? Được chưa? Thì đương mình nhìn mình thấy nó dễ lung la, đương nhiên trong đầu mình nói mình sẽ nói là thằng này là nam chứ không nào thế. Thằng nam á, đúng không? Được chưa? Động mạch gì đây? Cái gì tinh hoàng. Mạch đâu bự gì em?
đầu mạch này là đổ tên, đầu mạch đùi đổ tên đó đó, ở trong ngoài. Phải không? Phải chừng nha. Rồi. Rồi, đọc tên giùm anh coi. Dây treo luôn. Dây treo bằng quang. Nghe, chỉ đây là dây bằng quang mà chỉ đây là gì? Nếp rốn giữa nghe, được chưa? Hố bẹ, hố đàng hoàng, hố bằng đâu nghe, được chưa? Người ta nha, rồi Tinh Hoàng đâu có hỏi đâu. Mấy em đừng có mơ hỏi Tinh Hoàng nghe. Tinh Hoàng có cái gì động đó, người ta hỏi nhỏ nhỏ, ai không biết Tinh Hoàng. Còn nguyên cục này là gì? Dây leo tĩnh mạch. Nếu màu xanh nè, đám rối tĩnh mạch hình dây leo, đám rối tĩnh mạch hình dây leo, hay đám rối tĩnh mạch tinh hoàng, được chưa? Đố em cái này nó là đố đàm đúng hay là sai? Màu đỏ nè, đúng là nó phải làm cái màu gì nè, màu mạc thôi, chứ nó là màu đỏ. Là màu đỏ mà em lầm tưởng động mạch này nó là động mạch tinh hoàng là chết liền. Đâu to vậy? Giống hết nhau nè. Sai như này, nó sai, đồng ý không? Hết này là thần tinh, nguyên cục này là thần tinh nha. Lỗ bàn nông, lỗ bàn sâu hỏi không được. Nhưng mà nếu không hiểu thì là gì nè, chỉ dưới đây nói giùm anh. Lỗ bàn nông. Lỗ bàn nông. Cột trụ nha. Rồi. Hố bàn trong. Hố trên bàn quang. Nếp rốn trong. Thấy không? Không phú lắm. Thần tin không được. Thần tin là một bọc. Ông dẫn tình. Ông dẫn tình thấy ghê không? Bây giờ nó anh học em phải coi kỹ nha mấy này mới được nha. Thôi ghê, học như thôi ha. Rồi nữa mình nữa anh bổ sung sao trên xác này ha. Thôi.